Người đàn ông này là một kẻ nguy hiểm. Hôm nay anh muốn đòi lại công bằng cho mình. Anh trói 9 kẻ thù vào trong một mật thất, cách 10 phút sẽ giết chết một người trong đó. Bởi vì bọn họ bắt tay vào để đắc tội với anh ta, nên bắt buộc phải giết chết, trừ phi có người có thể nói ra nguyên nhân bị bắt. Đồng hồ đếm giờ bắt đầu, vẻ mặt anh chàng da đen khinh bỉ, không phải là có người lại tưởng là thật đấy chứ. Người này vừa nhìn đã biết là bị thần kinh, mỗi người chúng ta đều không quen biết lẫn nhau, sao có thể bắt tay với nhau chứ. Lúc này, anh chàng tóc vàng giơ tay lên, tôi quen đại ca xã hội đen, cha xứ nhắc nhở mọi người chắc chắn là tội vô cùng nghiêm trọng, nếu không thì không đến nỗi phải giết chính người. Vừa nói ra lời này, Eddie nói, ông là cha xứ thì có thể phạm tội gì nghiêm trọng chứ, có phải là khoái cái đó không? Cha xứ vội vàng phủ nhận. Google bên cạnh cũng không che giấu, thẳng thắn thừa nhận mình rất khoái cái đó, vì vậy nên đã từng ngồi tù mấy lần. Thời gian đã qua được hơn phân nửa, anh chàng da đen lại có một suy nghĩ mới. Người đeo mặt nạ chắc chắn là một cảnh sát, nhốt mọi người lại với nhau để chúng ta tự hỏi cung. Đã từng nghe nói tới câu này chưa? Thẳng thắn sẽ được khoan dung và giảm nhẹ tội. Một anh chàng tóc vàng khác vừa nghe thấy liền phủ định, cảnh sát sẽ không làm như vậy. Thời gian đã tới, người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện. Người đàn ông đeo mặt nạ đi thẳng tới bên cạnh chàng trai tóc vàng, áp sát vào tai rồi nói với anh ta tại sao lại đáng chết. Vẻ mặt anh ta khó tin, chỉ vì chút chuyện còn con này sao? Người đàn ông đeo mặt nạ đã nổ súng và kết liễu anh ta. Mọi người sợ đến mức hồn siêu phách lạc, chơi thật sao? Người đàn ông đeo mặt nạ lôi xác của anh ta ra ngoài. Tôi đã khuyên các người nhanh chóng thảo luận rồi. Anh chàng da đen ngượng ngùng nên chỉ có thể thật thà nói ra. Hóa ra anh ta và một người anh em quen thói đột nhập vào nhà để trộm, nhưng anh ta bảo đảm mình trước giờ chỉ lấy tiền chứ không giết người. Eddie nói mình chỉ là một người dân hiền lành, sao lại bị bắt tới cùng nhóm tội phạm các người? Chuyện xấu duy nhất mà tôi đã từng làm chính là mấy năm trước đã giúp em trai tôi lừa bảo hiểm. Nó đã mắc phải bệnh nan y, tôi đã giở trò với giấy tờ bảo hiểm giúp nó. Đây là chuyện thường tình của con người mà. Hơn nữa chuyện này không hề có liên quan gì tới mọi người. Đại ca xã hội đen khinh miệt nói, người anh em đến nỗi vậy sao? Hóa ra Eddie đã sợ đái ra quần. Các người muốn cười thì cười đi, bây giờ còn quan tâm tới thể diện làm gì? Mau chóng khai ra hết những chuyện xấu mình đã làm đi. Nữ kiểm sát viên dường như đã hạ quyết tâm, cô ta thừa nhận đã từng ngoại tình với anh chàng cảnh sát. Thấy mọi người nhíu mày u sầu, anh chàng da đen dằn lòng, nằm xuống đất, bảo đại ca xã hội đen đá gãy ngón cái của mình. Đại ca xã hội đen cũng không chần chừ, đạp mạnh mấy phát, đá gãy ngón tay của anh ta. Anh chàng da đen đau đến mức chửi bậy, nhưng cũng đã thành công thoát ra được còng tay. Mọi người đề nghị anh ta đứng sau cửa phục kích người đàn ông đeo mặt nạ, nhưng anh chàng da đen đang vô cùng tức giận đã lựa chọn đánh trực tiếp. Hai người đánh nhau, anh chàng da đen đã dựa vào cơ thể cường tráng của mình, nhanh chóng chiếm được ưu thế. Người đàn ông đeo mặt nạ bị chĩa súng lên đầu, lại điềm tĩnh nói rằng mình đã lên kế hoạch 2 năm cho chuyện này. Hóa ra ở mật thất có camera giám sát, người đàn ông đeo mặt nạ đã có sự chuẩn bị trước khi tới. Trong khẩu súng đó của anh không có đạn, anh chàng da đen quay người chạy trốn, đáng tiếc là đã trúng đạn ngã xuống đất. Người đàn ông đeo mặt nạ lôi anh chàng da đen bị thương về mật thất, tiếp đó đến trước Google tuyên phán bên tai giống như lần đầu, sau đó bóp cò. Bà cô châu Á trước đó không lên tiếng cuối cùng đã nhớ ra một vài chuyện. Bà ta vừa nói vừa khua tay, hóa ra cửa hàng tiện lợi của bà cô đã từng bị người ta cướp, người phụ trách vụ án lúc đó chính là cô ta. Nữ kiểm sát viên nhớ lại rồi nói kẻ cướp bị định tội tên là Greeley, tầm 20 tuổi, lúc đó đã bị phán 5 năm tù, nhưng đại đa số người trong mật thất lại không hề có điểm giao nhau gì với anh ta. Anh chàng da đen nằm dưới đất thoi thóp, anh ta sám hối nói mình không phải là chưa từng giết người. Năm đó bởi vì chia tiền không đều, anh ta đã giết chết anh trai, sau đó còn bán lại súng cho tên côn đồ khác. Thời gian đã tới, người đàn ông đeo mặt nạ ngắt lời sám hối của anh chàng da đen. Cha xứ nói rằng mình đã hiểu rõ tất cả, nhưng ông ta không được nói. Mọi người nghe thấy vừa sốt sắng vừa tức, đồng loạt lớn tiếng mắng chửi. Cha xứ bị dồn ép nên chỉ nói một câu, tôi chỉ có thể nói là vụ án đó không phải là Greeley gây ra. Kiểm sát viên nghe thấy liền không đồng tình, lúc đó nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, tuyệt đối không thể bắt nhầm người được, huống hồ anh ta cũng chỉ bị phán vài năm mà thôi. Lúc này Eddie đột nhiên như thể bị Sherlock hôm nhập, anh ta kinh ngạc hét lên rằng đã có đầu mối rồi. Cha xứ nói ông ta đã hiểu nhưng không thể nói, chỉ có lời sám hối trong phòng cầu nguyện là ông ta không thể nói ra. Mọi người hãy nhớ lại, từ lúc vào cho tới bây giờ chỉ có cha xứ và anh chàng tóc vàng đã từng cầu nguyện với Chúa Trời. Tôi thấy rất có khả năng là anh ta. Vậy thì người cướp của bà cô không phải là Greeley mà là anh chàng tóc vàng. Anh ta nói mình ra tù chưa được bao lâu đã trả được khoản vay nặng lãi của đại ca xã hội đen, vậy khoản tiền này rất có khả năng là cướp được từ cửa hàng tiện lợi. Chưa dứt lời, cửa sắt đã mở ra. Kiểm sát viên mau chóng nói rằng chúng tôi đã biết được nguyên nhân rồi. Greeley, tôi không phải là Greeley. Sau khi người đàn ông đeo mặt nạ nói xong liền rút súng định giết Eddie, cha xứ đã đứng ra chắn đạn và chết. Người đàn ông đeo mặt nạ vẫn muốn giết anh ta. Anh chàng cảnh sát nói anh đã phạm quy rồi, đã nói rõ là mỗi lần chỉ giết một người mà. Đại ca xã hội đen nhớ lại một chi tiết, thời gian anh chàng da đen giết người anh em của anh ta cùng lúc với thời điểm anh chàng tóc vàng trả tiền cho tôi, sự sai lệch không lớn lắm, rất có khả năng súng anh ta dùng để cướp chính là khẩu súng anh chàng da đen đã bán lại cho anh ta. Eddie hưng phấn nói, bây giờ chỉ còn lại 3 mảnh ghép cuối, chỉ cần làm rõ anh chàng cảnh sát, Google và mình có liên quan thế nào trong đó thì tất cả sẽ hiện rõ. Còn mối liên hệ duy nhất giữa người khác và ba người này chính là kiểm sát viên và anh chàng cảnh sát. Lần này kiểm sát viên đã tức giận, mọi người không ngừng tranh cãi. Thời gian đã tới, người đàn ông đeo mặt nạ đi vào, cẩn thận dùng tiếng mẹ đẻ của bà cô để viết giấy tuyên phán, đưa cho bà ta.
Sau đó, người đàn ông đeo mặt nạ đang định rời khỏi, nữ kiểm sát viên bắt đầu chơi trò tình thân, cô ta khóc lóc và nói con mình không thể không có mẹ, kết quả, lại bị người đàn ông đeo mặt nạ vạch trần một cách vô tình, đừng giả vờ nữa, cô hoàn toàn không quan tâm hỏi han tới con, chỉ là đưa tới trường ký túc rồi bỏ mặc. Xem ra người đàn ông đeo mặt nạ đều đã điều tra tường tận về mỗi người, trước khi đi anh còn nói với anh chàng cảnh sát, có người đối xử với con của anh như vậy, lẽ nào anh không tức giận sao, hóa ra đứa con này chính là của anh chàng cảnh sát. Còn nữ kiểm sát viên lo rằng sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ sáng lạn của mình nên mới không tiết lộ ra ngoài. Dưới áp lực to lớn, cô ta cuối cùng đã không chịu nổi nữa. Năm đó, trước khi nhận vụ án cướp cửa hàng tiện lợi, nữ kiểm sát viên đã thua 2 vụ kiện liên tục. Cô ta không muốn thua nữa nên bắt buộc phải định tội cho nghi phạm Greeley. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mọi người cho dù thế nào cũng không thể làm rõ được Coogan và Eddie có quan hệ gì với chuyện này. Thời gian đã tới, người đàn ông đeo mặt nạ đến trước đại ca xã hội đen, tiễn anh ta lên Tây Thiên trong tiếng mắng rủa của đại ca xã hội đen. Eddie cuối cùng đã ngộ ra, anh ta phân tích, cha xứ đã từng nói chúng ta chắc chắn là đã phạm tội nghiêm trọng với Greeley, nhưng 7 người đã biết đều chỉ là gián tiếp can dự vào. Nói cách khác là tội không đáng chết, tôi không biết Greeley, vậy thì tôi có giả thiết táo bạo là Coogan có giao thiệp với Greeley, hơn nữa đã làm ra chuyện đáng sợ với Greeley, ông ta đã từng vào tù vì hiếp dâm người khác, vậy có khả năng là ông ta lại dâm O'Greeley trong tù hay không? Trước khi chết ông ta còn nói rằng các người tốt nhất là hãy tránh xa máu của tôi ra một chút. Coogan mắc Ed, cuối cùng đã sâu chuỗi được 9 người lại với nhau. Ed đi ngộ ra, quá trình của cả vụ việc là như vậy. Thế là anh ta đã mua súng của anh chàng da đen để cướp cửa hàng tiện lợi của bà cô nhận nhầm Greeley thành anh chàng tóc vàng. Nữ kiểm sát viên để thắng được vụ án đã lợi dụng anh chàng cảnh sát để ngụy tạo chứng cứ, Greeley vô tội đã bị nhốt vào trong tù. Cha xứ nghe thấy lời sám hối của anh chàng tóc vàng, nhưng bởi vì không thể phá vỡ lời thề, nên ông ta không báo cảnh sát, còn Greeley không may bị Coogan trong tù để mắt tới và nhiễm AIDS. Còn tôi phụ trách kiểm tra đơn bảo hiểm của bệnh nhân mắc bệnh nan y, cuối cùng Greeley đã chết vì bệnh tật. Người đeo mặt nạ bước vào trong mật thất và tháo mặt nạ xuống. Đây là bố của Greeley, ông ta nói rằng mình sẽ giữ đúng lời hứa, thả 3 người còn lại đi. Ông ta đưa chìa khóa còng tay cho nữ kiểm sát viên, ai ngờ sau khi cô ta mở khóa còng tay ra, lại nhân cơ hội cướp lấy súng của người đeo mặt nạ, mặc cho anh chàng tóc vàng và Eddie khổ sở cầu xin thế nào, cô ta vẫn quyết đoán nổ súng bắn chết 2 người. Quả nhiên tất cả đều nằm trong dự đoán của tôi. Sau đó cũng chết bởi một phát súng của người phụ nữ. Nữ kiểm sát viên xông ra khỏi căn phòng định tiêu hủy đoạn băng trong camera, nhưng đã muộn, cảnh sát đã đi tới. Người phụ nữ chỉ có thể hoảng loạn bỏ chạy, chắc chắn rằng cô ta cũng không thể nào thoát được cái lưới của pháp luật. Lúc tuyết lở, không có bông tuyết nào là vô tội. Bạn cảm thấy trong bi kịch này, tội ác của ai là nặng nhất?